Kính chào quý vị và các bạn. Dự báo Tây Nguyên và Nam Bộ những ngày tới sẽ có mưa nhiều, còn miền Trung nắng nóng đến hết ngày 4 tháng 6 mới dịu dần. Ngay ngày hôm nay, khắp khu vực từ Thanh Hóa xuống đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ cao từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ, trời nắng nóng gay gắt. Còn từ Đà Nẵng xuống đến Phú Yên thì nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Phan Thiết là một trong ít nơi ở Trung Bộ có kiểu thời tiết dễ chịu. Dịp này, dự báo 7 ngày tới trời nắng từ sáng đến chiều, nhiệt độ cao nhất không quá 31 độ, thuận lợi cho các kế hoạch tắm biển, hoạt động thể thao trên cát. Lưu ý là về chiều tối hầu như hôm nào cũng sẽ có mưa. Trong khi đó thì ngày hôm nay quý vị nên đề phòng mưa dông có thể đi kèm lốc sét và gió giật mạnh. Có mưa nên tối và đêm trời mát, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Bảo Lộc, Lâm Đồng ngay ngày 7 ngày tới trời cũng sẽ có nắng từ sáng đến chiều, nhưng ở đây do địa hình cao nguyên nên khá là mát, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 26 đến 29 độ. Thời tiết nhìn chung thích hợp cho các kế hoạch tham quan, du lịch dịp này. Lưu ý chiều tối có mưa dông cục bộ, có điểm mưa to, riêng thứ tư tuần sau thì mưa dông có thể xuất hiện bất cứ thời điểm nào trong ngày, có thể cản trở đến các kế hoạch ngoài trời. Với Nam Bộ như tại thành phố Hồ Chí Minh, xu hướng mưa dông cũng sẽ xuất hiện đều đặn trong một tuần tới. Về chiều tối, khả năng có ngày xuất hiện mưa vừa mưa to, cục bộ dễ đi kèm với nguy cơ về dông, gió mạnh cũng như là ngập úng ở các khu vực trũng thấp. Tuy nhiên, nhờ mưa, không khí cũng sẽ dịu đi, nhiệt độ cao nhất cả tuần tới phổ biến trong khoảng từ 32 đến 34 độ và thấp nhất về đêm chỉ khoảng 25 đến 27 độ. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, thời tiết nắng nóng vẫn duy trì trên hầu khắp Bắc Bộ với nền nhiệt độ tiếp tục duy trì ở mức cao từ 34 đến 37 độ. Một số nơi thuộc Tây Bắc trời nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trên ngưỡng 38 độ. Sau đó, từ ngày 4 tháng 6, do ảnh hưởng của quá trình hội tụ gió trên cao, nên mưa có xu hướng gia tăng hơn, tập trung nhiều ở khu vực miền núi phía Bắc. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và cả gió giật mạnh. Nên nhiệt độ có xu hướng là giảm dần, trong khi đó ở thủ đô Hà Nội, thời tiết một tuần tới sẽ chủ đạo là ít mưa, nắng nhiều. Nắng nóng có thể có chiều hướng giảm dần, nóng nhất là ngày hôm nay, nhiệt độ có thể lên tới 38 độ, đến chủ nhật giảm xuống còn 35 độ. Sau đó từ thứ hai trở đi sẽ chấm dứt nắng nóng, nhiệt độ giảm tiếp xuống mức 33-34 độ. Về chiều tối, lưu ý các ngày thứ 7 tuần này và thứ 3, thứ 5, thứ 6 tuần sau sẽ có mưa dông, dễ đi kèm với lốc sét và cả gió rất mạnh.